Hé nhô các bạn, chào xin mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của anh Út Báo SkiBG. Và cái video hôm nay anh Út sẽ đi tra đinh cái con Titan Global Man này nha mấy bạn ơi. Để mình vô đây mình cho các bạn xem cho dễ hiểu nè. Đây con này mấy bạn, đó Titan Global Man nè. Con này thì hôm bữa mình đổi tới 9 con unit mới được đó mấy bạn. Đó, cho nên hôm nay mình quyết định là mình sẽ đặt lên bảng để xem coi người ta sẽ dùng những con unit gì để người ta đổi con Titan Global Man này nha. Trước tiên thì mình sẽ đi tìm một cái bảng trước các bạn ơi. Đây có bảng trống luôn nè. Đặt lên ha. Rồi ok, thì đầu tiên mình sẽ đặt con Titan Global Man này lên trước nè. Con này là con nhân vật chính các bạn. Rồi kế tiếp thì mình sẽ đặt con gì nữa giờ ta? Mình sẽ đặt con Mai Thích này đi, con Sonat Phố Man này, con này nghe nói cũng xịn lắm nè. Rồi cái nữa sẽ là một con Mai Thích nào nữa đây? Ôi ôi bây giờ còn Mai Thích không mà các bạn ơi. Đặt con này lên luôn đi. Rồi ok, hay đặt thêm cái con Lucky TV này luôn đi các bạn. Lucky TV Phố Man nè, đó. Đặt bốn con này nha. Và bốn con này nếu như mà có cái view nào mà ok lắm á thì mình sẽ đổi luôn các bạn. Nói chung là view nào ok quá thì mình sẽ đổi luôn nha. Tại vì sao? Tại vì bốn con này là của mình không à, hiểu không? Đấy. Rồi đi vòng vòng kiếm được có con gì xịn xịn không để trải nghiệm nha mấy bạn. Đó, đi tìm tìm mấy bạn ơi, đi tìm con nào xịn xịn nha. Đầu tiên thì chúng ta có hai cái view nè, để coi coi. Đù, con Titan Global Man của mình á đổi được con Titan Computer Vũ Man cũng khá là xịn các bạn, với lại con Void Titan Glock Man nè. Hai con này cũng rất là ok luôn á. Trời ơi, không lẽ đổi giờ ta? Kiểu mới vô video giờ không lẽ đổi thì còn gì nữa đâu coi đúng không? Rồi tiếp tục sẽ là một cái view lỏ luôn. Trời ơi, kệ đi không sao bạn, mới vô mà. Đây có bạn này kêu cho đinh cho mình unit nè mấy bạn, để mình sẽ đinh cho bạn này thử coi. Bạn Trúc Lê 19 hả? Này là anh trai hay gái ta? Y nhưng mà bạn này cho mình hẳn con Sonat Titan đó các bạn. Trời ơi, con này cũng khá là xịn sò đó nha. Ok, cảm ơn em luôn, mình sẽ cảm ơn bạn này các bạn. Ôi ôi chắc là con trai đúng không? Có ai qua ta con trai là bạn này là con trai nữa các bạn. Rồi. Ok, cảm ơn em nhiều nha. Ôi ôi con Sonat Titan này cũng rất là xịn sò đó bạn ơi, cũng là một con Grizzly rất là ok đó. Cảm ơn bạn Trúc Lê này rất là nhiều nha. Tiếp theo thì có hai cái view nữa các bạn. Ôi ôi view lỏ. Rồi, view kế tiếp sẽ là gì đây? Trời ơi, con Nugget Man mà đổi với con Titan Global Man của mình đó các bạn. Tôi đổi tới 9 cái con này mới được đó nha, chứ nghĩ sao mà đổi một con một vậy? Trời. Rồi, 4 làm view luôn các bạn ơi. Ờ, một view đầu tiên là hổng thơm rồi đó. View kế tiếp sẽ là gì đây? Goodly luôn hả? Goodly à, đổi với con Mai Thích. Nhưng mà thôi kệ đi, không đồng ý đâu. View này cũng hổng thơm luôn mày, hổng thơm luôn. Kế tiếp sẽ là gì đây? Ôi ơi, sao bữa nay toàn mấy view lỏ lỏ không vậy nè. Ê, cái view này có commit luôn nha. Upgraded Titan Commuter Man đó bạn. Nguyên con commit chứ lại là một con này thế nào bạn. Ôi ơi, đổi hai con này lấy con Titan Global Man của mình. Thì các bạn hãy thử comment cái view này là mình có lợi không nha. Đổi hẳn con commit với mình luôn đó bạn. Nhưng mà thôi, mình không đồng ý đâu, mình không có thích con đó các bạn. Tiếp theo ba cái view nè. Ồ, view đầu là cũng lỏ nè. View kế tiếp sẽ là không làm một đồ cố ăn luôn. Rồi view này là ồ, ông này là bạn ông mới hồi nãy xong luôn á. Trời ơi. Tiếp theo được ba view nha. Ê, Upgraded Titan Lockman mà hẳn hai con luôn mấy bạn. Trời ơi, hai con này cũng xịn lắm nha. Upgraded Titan Lockman là cũng ok lắm đó, nhưng mà hai con luôn các bạn. Rồi kế tiếp sẽ là ê, ông này ông khác mà cũng y chang như nãy luôn các bạn. Rồi kế tiếp cũng là một cái view khá là lỏ thôi cho nên là không đồng ý luôn. Tiếp nữa là gì đây? Đù cả chục con unit mà đổi con Goodly của mình các bạn. Rồi tiếp theo là bao view gì đây? Sonat Titan mình mới có rồi, với lại con Titan của Mutant Man cũng ok đó, view nó cũng tạm tạm đó. Ê, có hẳn con commit nữa bạn. Được con commit là con bác sĩ dịch hạch gì nè. Thôi nhưng mà thôi không đồng ý đâu. View kế tiếp sẽ là Titan của Lockman cùi mía. Ok, không có view nào xỉn cho người ta, nãy giờ thấy view bình thường không à. Tiếp theo là một đống view luôn bạn. Đù, được hẳn con commit nữa bạn, với lại con Titan Ohio. Con Titan Global Man của mình đổi hai con này, mấy bạn nghĩ là có ok không các bạn? Thử comment cho mình biết thử nha. Mình nghĩ là cái view này cũng ổn đúng không? Có được con cưng mít chứ là con Titan Ohio thì cũng ok đó, nhưng mà thôi không đồng ý đúng không bạn? Rồi tiếp theo sẽ là một cái view cũng không có thơm lắm. Túc cà tiệp sẽ là ôi ôi không ok đúng không các bạn? Rồi tiếp tiếp nha, không thơm luôn cái gì đâu mà view lỏ lỏ không vậy ta? À, cái view này cũng đỡ đỡ xíu nè, có con Lash Sabot Laman đó các bạn, nhưng mà thôi không đồng ý đâu các bạn ơi. Ôi ôi, thấy toàn là view lỏ không? Bữa nay làm sao anh em ơi? Ôi ôi. Rồi có ba view nữa nè. Là một con clone unit hả? Thôi không được đâu. Túc của tiệp sẽ là mấy con cùi mía. Và view này sẽ là ê, được con cùi mít nè mấy bạn. Với lại là một đống con mai thích đầu các kiểu nè. Nhưng mà thôi có con cùi mít này cũng đâu có mạnh lắm đâu, cho nên là không đồng ý luôn. Ôi ôi, đây view kế nữa nè. Trời ơi, con clone unit là một đống con Epic đầu các kiểu nè bạn. Chắc bạn này đổi hết gia tài của bạn này cho mình luôn rồi đó. Ôi nhưng mà thôi mình không đồng ý đâu nha. Ê, mình gặp cái con Valentine Titan hôm bữa rồi mấy bạn. Đó, mình sẽ đổi con Valentine này thử nha. Tại vì mình cũng muốn trải nghiệm con này nè, mình chưa trải nghiệm con này mấy bạn. Đó, mình sẽ đổi mấy con mai thích của fan mình tặng mình quá trời dưới đây nè, mình sẽ đổi mấy con mai thích này ha. Ok, con nào mà kiểu như là mình không có xài đó mình đổi đại hết cho bạn kia đi mấy bạn. Mấy con mai thích này thôi. Đây, con
này các kiểu, là mấy con này mình không có xài các bạn. Con nào mà xịn xịn, có cùn mía chứ lộc. Con nào cùn mía thì mình đổi đại hết luôn ha. Rồi ok, đổi một đống con luôn nè mấy bạn. Trời ơi, đổi 9 cái con mai thích mà lấy một con mai thích này thôi đó mấy bạn. Nhưng mà sao lắc dữ nè. Trời ơi, mấy cái con computer man này nó lắc phải chưởng các bạn ơi. Tưởng đâu trong game nó mới lắc, ai về vô trong chơi đinh nó cũng lắc đó bạn. Kiểu như trong tưởng đâu vô trong chơi game nó lắc á. Ê, đồng ý nè mấy bạn ơi, được rồi nè. Ôi ôi, cái build này ok rồi nha mấy bạn ơi, là lấy được cái con Valentine đó. Nhưng mà hình như là mình đổi hơi lỗ đúng không? Mà không sao đâu các bạn, mấy con mình thích đó mình cũng đâu có cần đâu. Cho nên là mình đổi cho nó trống trong kho đồ cũng được ha. Ôi nhưng mà lắc quá mấy bạn ơi, có nè, nhưng mà lắc quá, để mình thoát ra mình trải nghiệm thử nha mấy bạn ơi. Ok, hiện tại là quay 13 rồi ha. Và bây giờ mình sẽ đặt con Titan Global Man ra nha mấy bạn ơi. Đặt chỗ nào giờ ta, đặt chỗ nào giờ? Đặt đại ngoài đường đi này trải nghiệm thử coi. Ôi, nó bắn ra cái tia màu hồng khá là đẹp nha bạn. Đó, bạn nhìn thấy nó đẹp không? Ôi ôi, rất là đẹp nha. Và nó bắn cái lỗ gốm giống cái con Titan Global Man kia luôn đó mấy bạn. Đó bạn thấy rồi, nó bắn ở dưới cái bụng nó rồi các bạn. Đó, cái tia lửa nó bắn ra y chang như là cái con Titan Global Man luôn ha. Và phía sau nó thì có cái gì ta, cái tên lửa hả? Con này đáng lý là phải bay bay lên đúng không? Bay giống mấy con chết bách rồi mới đúng các bạn, nhưng mà nó không có bay được ha. Các bạn coi nó bắn rồi các bạn. Ôi nâng cấp level kế là 4000 này, để năng thử rồi, có thiệt chiêu luôn nè. Để mình xài thiệt chiêu thử các bạn. Ủa thiệt chiêu nó là gì ta? Ủa. Ê hình như mình thấy có trái tim gì nè, toilet nó hung nhau có gì đây nè các bạn. Ủa là sao ta? Ôi từ từ trải nghiệm lại sao các bạn ơi. Rồi, tiếp theo sẽ là 8.5 tiền nè. Nâng cấp con này thì cũng khá là tốn kém á, thấy cũng tốn kém nhiều đó bạn. Nâng cấp level kế là 15.500 nè. Và cái tầm đánh nó rất là rộng mà, tầm đánh rộng và DPS của nó là 35.000 dam nha. 35.000 dam thì con này mình nghĩ là cũng ok đó, nhưng mà không biết nó có bị giới hạn gì không các bạn. Để mình bán con này bỏ đi mình coi nó có đánh lan không nha. Ok, để quan sát coi nó có đánh lan không các bạn. Nhưng mà bây giờ thì quan sát là thấy thua. Ê để coi coi. Bắn từ từ các bạn, cho nó chỉnh tốc độ chậm chậm cho nó để coi thử ha. Có đánh lan không ta, từ từ các bạn, xem kỹ các bạn. Đây là coi mấy con này dễ biết nè. Ê hình như là đánh đơn mục tiêu thôi các bạn ơi. Đó bạn thấy không? Chỉ đánh một con đi đầu thôi. Là con này nó đánh đơn mục tiêu đó các bạn. À, nó không đánh năm nổ luôn nha, đánh đơn mục tiêu luôn á. Đó bạn thấy à, đó nó bắn mỗi lần nó bắn là tiêu diệt có một con thôi và đúng một con mất máu thôi các bạn. Cho nên là con này là con đánh đơn mục tiêu nha, đánh năm đơn mục tiêu thôi. Đó. Còn bây giờ mình sẽ đặt con Last Spider-Man ra để mà làm chậm là để em thôi thua luôn các bạn. Ê, con này đơn mục tiêu mà nếu như mà nó bị giới hạn lực đặt á là không ok nha, mà không bị giới hạn á thì được các bạn. Để bây giờ mình sẽ đặt ra thử coi nó có bị giới hạn lực đặt hay không ha. Ok, update lên. Rồi đặt ca thêm luôn, đặt ca thêm các bạn. Đu, hình như là không bị giới hạn luôn các bạn ơi. Ồ, bị giới hạn có 3 con thôi các bạn ơi, đặt được có 3 con thôi nha. 3 con thì con này sao cân nổi insane nổi các bạn. Để mình xem thử lại cái thiệt chiêu á, nãy mình chưa có hiểu lắm các bạn. Xài thử nha. Ok, ê, hình như là toilet nó quay ngược trở lại, nó đứng im lại hay sao nữa các bạn. Phải không ta? Ồ, chắc vậy rồi các bạn ơi, chắc vậy rồi, để mình bán bớt đi. Rồi mình bút thiệt chiêu mình coi cho nó rõ hơn các bạn, chứ đông quá nhìn cũng khó thấy á. Rồi ok, để mình xài thiệt chiêu con này thử nha. Rồi, à, toilet nó sẽ quay trở lại các bạn ơi. Nó quay trở lại giống như cái con là Titan Computer Man vậy các bạn. Kiểu như bạn kích hoạt thiệt chiêu á, nó sẽ quay lại. Ờ, nhưng mà con này nó đi ngủ luôn rồi. Ôi ôi, toilet bây giờ nó làm cho mình đi ngủ luôn kìa các bạn. Ờ, nhưng mà cái con này á, thì nó hồi chiêu hơi lâu. Cho nên mình đánh giá nó cũng không cao các bạn. À, nói chung là nó giống cái con Titan Computer Man, nhưng mà nó hồi chiêu lâu quá. Thì nếu như mà chúng ta đợi nó hồi thiệt chiêu á, thì nó rất là lâu các bạn. Bán con này ra là 18.750, có nghĩa là nâng cấp nó là khoảng là 37.000 tiền các bạn, 37.000-38.000 tiền á, thì cũng rất là đắt ha, nhưng mà bị giới hạn có 3 con thôi. Rồi up con này lên bạn, xài thiệt chiêu nè. Đó, thiệt chiêu thì nó hồi khá là lâu, nhưng mà nó cũng giống như là con Titan của Mortal Man đó bạn, là những cái con trong cái tầm đánh của nó sẽ quay ngược trở lại chút xíu sau còn mới đi tới đó. Hồi chiêu thì cực kỳ lâu đó bạn thấy không, nó 100 giây lận á. Cho nên là mình đánh giá là cái con này nó cũng không có ok lắm các bạn. Nhưng mà nó làm con mai thích mà sao đòi hỏi cao được đúng không. Nói chung á là đánh giá ở cái dạng mai thích thì nó cũng được 8-9 điểm đó chứ không có đùa đâu nha. Tại vì mai thích nó đánh vậy nè, có thiệt chiêu rồi các kiểu, và hiệu ứng thì rất là đẹp á, cho nên là đánh giá con này nó cũng ok đó, cũng đáng sở hữu đó mấy bạn. Đó, cũng đã lắm mà đúng không, rất là đẹp nha bạn, đánh nhìn rất là đẹp nha. Nhưng mà có một cái á, là cái thiệt chiêu nó hồi hơi lâu thôi. Nếu như mà chúng ta sử dụng thiệt chiêu vậy thì nó đâu có hợp lý đâu đúng không. Đặt thêm con này nữa bạn, để xem coi á là ba con này nó chơi được tính quay bao nhiêu ha. Thì mình nghĩ là nó chỉ cân được cái chế độ là hết thôi, nó chỉ chơi được khoảng 40 vây thôi các bạn, chứ bị giới hạn có 3 con mà đánh đơn mục tiêu á, cho nên là mình nghĩ là không có ok lắm đâu. Đó thì bây giờ mình sẽ xem coi là ba con này nó làm được tới quay nhiêu nha. Ok, hiện tại là quay 39 rồi nè các bạn, và mình thấy mấy con này nó bị lọt tùm lum rồi nè. À, cho nên là mấy cái con mai thích này nè, nó chỉ đi được tính quay khoảng 40 là ok, mấy bạn chỉ mắp hết là ok đó các bạn, chứ cân insane là mình thấy là cân không nổi rồi ha. Đây quay này có con chai tốt nè bạn, chai tốt nè bạn, đây mình sẽ được chiêu thứ rồi quay lại. Ê, con chai tốt nó quay lại nó còn bắn cái nữa nó mới chịu các bạn. Bắn thì mình đặt ra tiếp chứ có gì đâu đúng không.
mà nhưng mà cái con này thì nó hơi khó tiêu diệt chút xíu nha, tại vì nó đi ở trong mấy con kia thôi, nó đi sau luôn rồi các bạn thấy không đó, cho nên là chúng ta khó để mà bắn nó được các bạn. Mình sẽ cho mấy con này nó quay lại nữa coi đó. Rồi nó bắn con unit mình nữa rồi. Ôi ơi mấy con này nó khôn quá à. Kiểu nó đi trong đây không mà sao bắn nó được ta. Phải như là mấy con này có sát thương AOE thì nó ok nha. Nó đánh lan đều quá thì được. Mà con này đặc biệt là nó đánh mấy con đi trước không nè. Mình chỉnh cho đâu vào trong á thì cái con Chaos này nó cũng không phải là trâu nhất nữa. Cho nên nó cũng không có đánh cái con Chaos này nè các bạn. Bởi vì là nó cũng hơi căng căng chút xíu đó. Tại vì có một cái điểm khó là con này nó không đánh lan nè. Phải như mà nó đánh AOE là ok hết các bạn. Nhưng mà đánh AOE thì nó đâu phải là con mới thích nữa đâu đúng không? Để nó là một con Goodly rồi chứ hay là con mít rồi đúng không? À, nhưng mà mấy con này lọt rồi nè, để mình đép phụ bạn ơi. Nói chung là mấy con Valentine này nè thì mấy bạn chỉ chơi được cái chế độ head thôi, mấy cân nổi thôi chứ mà cân chế độ insane là cân không nổi các bạn. Ôi con cho tốt trên này còn máu cả đống rồi mấy bạn. Ôi ôi căng dữ nè. Ôi nó qua tới đây chắc nó bắn con này của mình quá ta. Đâu rồi ê nó mất tiêu rồi, đây bắn rồi nè bạn, vĩ sứ thiệt chứ đó bạn thấy không. Ôi ôi nó cực kỳ là khó chịu luôn bạn, tại vì mấy con này đánh đơn mục tiêu cho nên là gặp mấy con này nó khó chịu lắm. Quay trở lại mày. Ê tiêu diệt được nó nè mấy bạn. Được hay gì phải không? Hình như là tiêu diệt được rồi đó. Ôi ôi nói chung là cũng không có tới nỗi nào căng lắm. Tại vì có mấy con Upgrade Titan Human nó đép dưới kia là ổn liền mấy bạn. Cho nên là không sao nha. Nhưng mà có một cái thì mình thấy mấy con này nó chịu không có nổi mấy bạn. Rồi thì nói chung là mình biết là mấy con này chịu không nổi rồi, cho nên là mình sẽ đặt mấy con Upgrade Titan Human ra cho nó lẹ nha, cho nó đép phụ cho nó ổn mấy bạn. Đặt ra nè. Ok, có hai con này ra là phải khác bọt liền mấy bạn. À, mấy bạn coi nó đánh AOE gọi là như là 360 độ luôn đó mấy bạn. Nhưng mà nó đánh cực kỳ ok luôn nha. Đó, đặt hai con này ra cái là thấy khác liền đúng không? Ôi ôi khác bọt hẳn liền mấy bạn. Bạn mấy con này đem lên luôn cho nó lẹ nè. Ok. Đặt ở trên đây luôn ha, đặt trên đây luôn, đép đầu luôn cho nó ngon mấy bạn. Upgrade Titan Human là một cái con unit nó rất là xịn sò con bò các bạn ơi. Đó. Và mình thấy là mấy cái con Valentine này á thì chủ yếu nó chỉ là hỗ trợ thôi, chứ mà mấy bạn làm đam chính thì không ok nha mấy bạn. Mình sẽ đặt con này ở đây đi. Đó, hỗ trợ thì sao nè, hỗ trợ kiểu như là xài thì kêu nó quay ngược toilet trở lại thôi á, chứ mà mấy bạn làm đam chính thì không ok lắm đâu. Hồi nãy mấy con Lash Spellman bị con Chaos nó bắn hết trơn mà không để ý các bạn. Rồi ok, thấy nó cũng được đúng không? Nói chung là đặt mấy con Upgrade Titan Human là ổn liền à, không có chuyện gì hết trơn mấy bạn. Và mấy cái con Valentine này mình nghĩ là nó chỉ hỗ trợ thôi ha. Hỗ trợ gọi là quay ngược toilet lại thôi, giống như con Titan của Butterman với các bạn chỉ cần cho nó quay trở lại thôi. Nhưng mà cái tiệt chiêu con này thì nó hồi chiêu hơi lâu nha, cho nên nếu như mà các bạn muốn tối ưu con này á, các bạn muốn là cho con này nó phát huy hết tác dụng mà, thì các bạn chỉ cần đặt nó ra vậy thôi nè. Đó, xong rồi xài tiệt chiêu cho toilet nó quay ngược trở lại thôi, xong rồi các bạn bán bỏ ha, kiểu như là cứ đặt cái bán liên tục vậy đó, chứ bạn không cần thiết là phải đặt nó ra nhiều để gây đam, thì thấy nó gây đam không được nhiều bạn đó, kiểu hỗ trợ vậy thôi nè. Các bạn thấy con nào nó châu châu quá nó đi qua được chút xíu á, các bạn cứ việc bấm tuyệt chiêu cho nó quay trở lại cho nó đép ổn hơn thôi, chứ chúng ta không có cần thiết là phải nâng cho lên level max chi tốn kém chứ không có gì cho các bạn. Nâng con này lên level max là khoảng 30,000-40,000 tiền đó, các bạn cứ đặt nó ra 1,000+ tiền nè, xong bạn bán bỏ 800+ là coi như là các bạn chỉ tốn có 800+ tiền thôi, mà chúng ta đặt nó ra xong rồi chúng ta xài được chiêu cứ bán liền nó ok hơn mẹ. Như khúc này là đông quá nè thấy không đó, xài được chiêu quay lại nè, ai tiêu diệt gọn ghẻ liền thấy không. Ok lại các bạn, cho nên là con này mấy bạn chỉ nên sở hữu nó, sử dụng nó như cái gì thôi nè, kiểu như là hỗ trợ thôi ha, chứ không có gây đam chính được mấy bạn. Tại vì cái đam nó cũng khá là yếu thôi, nó đánh đơn mục tiêu nữa. Còn cái tiệt chiêu này của nó thì lan nha, cái tiệt chiêu này của nó là 360 độ luôn á, kiểu như trong cái vòng tầm đánh của nó là ok đó. Rồi được ha bạn, thắng rồi đó. À, thì mình thấy con này nó chỉ là một con unit hỗ trợ thôi nha, và các bạn cũng nên sở hữu con này đó. Thấy con này cũng được á, chứ không có tính nổi tệ nha các bạn. Con này thấy cũng ok, cũng khoảng 8-9 điểm đó chứ không có tệ đâu nha. Đối với mày thích mà được như vậy á là cũng xịn sò lắm rồi đó. Rồi thì nói chung là video của mình hết rồi. Nếu như bạn thấy video của mình hay, các bạn hãy cho mình xin một like nha. Còn giờ thì xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo nha. Bye bye.